đang theo dõi chương trình Người Việt Nam Châu của kênh truyền hình VTC10 Nét Việt. Ngay sau đây là những tin tức hoạt động cộng đồng đáng chú ý. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga làm việc với Bộ trưởng Cơ quan Nhập cư Liên bang Nga. Hội cựu chiến binh Việt Nam Berlin Brandenburg quyên góp ủng hộ ngư dân bám biển. Chia sẻ của giáo viên người Việt về việc dạy tiếng Nhật. Mới đây tại Moscow, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga và Bộ trưởng phụ trách cơ quan nhập cư Liên bang Nga đã có cuộc làm việc về những vấn đề liên quan đến hoạt động hợp tác lao động và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Hai bên đã nhất trí sớm thống nhất kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm tăng cường công tác thông tin, thúc đẩy hợp tác lao động, tìm kiếm và đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm từng bước tháo gỡ các vấn đề về pháp lý liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Nga, đặc biệt tại khu vực Moscow. Hai bên thống nhất giao cho các chuyên gia và đơn vị liên quan của cơ quan di trú Nga và Việt Nam trao đổi, đề ra những biện pháp hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để trình lãnh đạo ngành hữu quan triển khai thực hiện. Thưa quý vị, tính từ đầu năm tới nay, đồng rúp của Nga đã mất giá gần 30%, khiến cộng đồng người Việt Nam kinh doanh tại Nga gặp muôn vàn khó khăn. Tuần trước, đồng rúp giảm giá 7,8% so với đô la Mỹ, mạnh nhất trong 11 năm, đồng thời là mức giảm mạnh nhất trong số 24 đồng tiền của các nước đang phát triển. Điều này khiến hàng nghìn tiểu thương Việt Nam kinh doanh tại trung tâm thương mại Moscow lo lắng. Chịu ảnh hưởng lớn nhất từ biến động của đồng rúp lúc này là các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, do giá cả hàng hóa nhập vào theo thời giá đô la Mỹ tăng chóng mặt. Tại trung tâm thương mại Đồng Xuân Cộng hòa Liên bang Đức, Hội cựu chiến binh Việt Nam thuộc khu vực Berlin, Brandenburg đã tổ chức quyên góp ủng hộ ngư dân bám biển, bảo vệ Tổ quốc đợt 2. Cuộc vận động quyên góp vì biển đảo quê hương được phát động từ ngày 7 tháng 6 năm 2014, tính đến cuối tháng 10 đã thu được gần 110.000 euro. Tuy nhiên, số tiền trên vẫn chưa đủ để đóng tàu. Vì vậy, Hội cựu chiến binh Berlin, Brandenburg đã tổ chức quyên góp thêm. Kết thúc buổi quyên góp, ban tổ chức của hội đã thu được tổng số tiền là 3.350 euro. Đặc biệt trong số tiền ấy, có 50 euro là của các em nhỏ thuộc trường tiếng Việt quê hương. Vừa qua, tại hội trường nhà hàng Đông Đô, hơn 400 bà con đồng hương nghệ tỉnh tại khắp vùng miền tại Cộng hòa Séc đã tụ họp và quyết định thành lập Hội đồng hương nghệ tỉnh tại Cộng hòa Séc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 130 người và ông Đinh Ngọc được bầu làm chủ tịch hội. Chương trình liên hoan văn nghệ chào mừng thành công của hội với những bài hát về quê hương do các nghệ sĩ cộng đồng người Nghệ Tĩnh như Thu Mây, Lê Hoàng cùng các đội văn nghệ cộng đồng khác thể hiện đã giúp bà con thực sự được sống trong không khí quê nhà. Thưa quý vị, theo một cuộc điều tra mới được công bố trên truyền thông Séc, có tới 85% số người dân nước này được hỏi cho biết họ rất thích các món ăn Việt Nam được phục vụ tại các nhà hàng Việt ở thủ đô Praha. Trên một số tuyến phố ở trung tâm Praha, các quán ăn nhanh và nhà hàng Việt có thực khách khá đông. Nhiều người Séc đưa cả gia đình đến trung tâm thương mại Praha vào các ngày cuối tuần chỉ để ăn phở, nem cuốn hoặc bún chả. Kể từ khi người Việt Nam được công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số tại Séc vào năm 2013, ẩm thực Việt ngày càng khẳng định được vai trò sứ giả của văn hóa Việt Nam. Quý vị thân mến, Nihongo no Mori là lớp học tiếng Nhật đặc biệt, trong đó bài giảng được đăng tải online trên mạng xã hội hoàn toàn miễn phí. Lớp học còn có các nội dung giảng dạy dành riêng cho người Việt Nam. Đam mê dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài, tuổi đời lại còn rất trẻ, nên các giáo viên của lớp học Nihongo no Mori đã cùng nhau tạo ra những clip ngắn vui nhộn. Các clip của nhóm đều nói về những điều thường gặp trong cuộc sống thường ngày, giúp ích rất lớn cho người học, nhất là những người đang sinh sống tại Nhật Bản, hòa nhập tốt hơn với cuộc sống ở nơi này. Đối với những người đã có chứng chỉ N1, tức là chứng chỉ cao nhất cho người học tiếng Nhật, nhưng sử dụng tiếng Nhật khi giao tiếp chưa đúng, thì thầy Dũng sẽ giúp cho các bạn sử dụng tiếng Nhật trong các văn cảnh sao cho hợp lý. Anh Nguyễn Văn Dũng là một giáo viên của lớp học Nihongo no Mori, sống ở Nhật Bản nhiều năm. Anh đã tích lũy cho mình một số vốn tiếng Nhật phong phú, giúp anh làm tốt công việc giảng dạy. Kênh học tiếng Nhật cho người Việt của anh trên mạng đã có hàng chục clip với gần 4.500 người đăng ký theo dõi và hơn 100.000 lượt xem. Ngoài lớp học online, còn có các lớp học offline được tổ chức thường xuyên nhằm giúp các học viên được tương tác với giáo viên để nâng cao kỹ năng nghe, nói.
Biết được cái thông tin là thầy Dũng có mở một lớp học về giao tiếp tại trung tâm nên mình cũng đăng ký tham gia. Rất là thích cái cách giảng bài và cách truyền đạt của thầy. Đâm ra là đăng ký học được một tháng và cảm giác thì rõ ràng là khả năng khai hoa thì nó cũng tốt lên, khả năng nói giao tiếp cũng tốt lên một chút. Lớp học Nihon Konomori đã giúp cho những người nước ngoài yêu mến đất nước mặt trời mọc tiếp cận tiếng Nhật một cách trực quan và hiệu quả hơn. Đến nay, các nội dung của clip do các giáo viên của Nihon Konomori thực hiện đã có hàng triệu lượt xem với nhiều lời bình luận khích lệ và cảm ơn các nỗ lực của nhóm. Để hiểu hơn về công việc của người giáo viên tại lớp học Nihon Konomori, xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Dũng trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ sẽ là ít phút thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên thế giới. Xin chào anh Dũng, cảm ơn anh đã tham dự chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Anh có thể chia sẻ là cơ duyên nào đã khiến anh gặp gỡ và kết nối với các thành viên của trung tâm Nihongo no Mori không ạ? Sau khi sang Nhật á, thì mình xem rất là nhiều video trên YouTube á. Trong khoảng thời gian đó thì mình rất là muốn quay clip để giảng dạy tiếng Nhật, nhưng mà khi đó thì mình không biết gì cả. Rất là may thì mình xem được cái clip của một cô giáo dạy tiếng Nhật ở trong trên kênh Nihongo no Mori này. Và ngay sau đó thì mình tìm hiểu về Nihongo no Mori và mình liên lạc với thầy Shin. Và ngay ngày hôm sau thì mình đến kênh Nihongo no Mori để quay phát cái dự học đầu tiên. Và kể từ sau đó thì mình bắt đầu làm rất là nhiều clip dành cho người Việt Nam. Được biết là kênh dạy tiếng Nhật mà dành riêng cho người Việt của trung tâm thì đạt được những cái thành công nhất định. Vậy thì anh có thể chia sẻ là cảm giác của mình như thế nào khi mà làm ra được những cái clip như vậy? Hiện tại cảm xúc của mình bây giờ thì mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Đặc biệt là dưới các clip thì mọi người thường hay comment là anh ơi bao giờ có clip mới, hay là anh ơi làm nhiều clip nữa cho bọn em nhé. Những cái comment như thế thì nó luôn hối thúc bản thân mình là phải làm thật nhanh, phải làm thật là nhiều những clip mới cho mọi người. Trong tương lai thì anh có kế hoạch gì để tiếp tục là phát triển thêm dự án dạy tiếng Nhật cho người Việt không ạ? Đến khoảng giữa tháng 2 á, thì mình thực hiện xong các clip về sơ cấp. Ngay sau khoảng tháng 2 đó thì mình sẽ thực hiện những cái clip liên quan đến đời sống hàng ngày. Mục đích của nó là giúp cho những cái du học sinh mới sang đợt tháng 4 này đỡ bỡ ngỡ hơn đối với cuộc sống mới trên đất Nhật Bản này. Ngoài ra thì mình cũng muốn dạy thêm nhiều hơn nữa về trung cấp và cao cấp để cho mọi người nữa. Xin cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình. I can really shake 'em down, down, down.